một đống về được 20 con. Xin chào cả nhà, em là Radio Cassette Đài đây, xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú chị em đều được mạnh khỏe nha, làm ăn phát đạt nha, vui vẻ cười lên coi mấy anh ơi, để cho mấy cô mấy chú mấy anh đồ ủng hộ ê, mấy em vui vẻ nha. Đây giờ em bán cái lô này là 1,5 triệu ha, không bán lẻ, gọi là chưa bán lẻ, để bán lô trước ha, lợi ích thì bán lô trước, bán lẻ thì giá nó khác nha. Đó, lô này 1,5 triệu 10 con, chưa bao gồm phí ship ha. Một con này thì audio cornet gì nè ha, đẹp, ngoại hình đẹp nha. Mấy con này là cam kết là nguyên zin hết ha, không có sửa chữa gì trong đây chứ á. À, cái con này nghe nó có vấn đề nè, xúc ốc xúc gì trong đây rồi, nó nghe sực sịch này nha. Đó, chắc xúc ốc nó giống như dao đập gớt á, ngoại hình là đẹp không bể luôn, con đó thì xúc ốc bể vậy đó nha, trong đây đầy đủ nè. Rồi con này là gì, National Panasonic. Con này thì nó mắc cái nắp già, nó mắc cái nắp đựng pin. Con này thì nó hơi ố ố chỗ này, nhưng mà ngoại hình còn đẹp không bởi ha. Đó, chỉ còn con đó. Ở đây con này là cái gì đây, IMFM gì đây. Rồi này thấy xấu chỗ này ha, không bởi luôn. Tới con này, ok luôn. Tới em này gì đây không biết nữa, ai qua hả thầy. Và tới em này luôn, rồi tóm lại là con này, cái lô này thì nó mắc một cái nút pin, còn cái con này thì nó nghe hơi sụp sịch gớt ốc vít vậy đó. Rồi em xin nhắc lại ha, lô 10 con giá 1,500,000. Quý khách cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua dùng xài hay biếu tặng hay là trưng bày hay là bán lại, liên hệ em ha qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok và số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.